em, mình là Ken Motul. Ở clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em cách thức mà đo kiểm cái bình AQ và sẽ nhận biết như thế nào là cái bình của các bạn vẫn còn ok và như thế nào là cái củ đề của các bạn đang có vấn đề hoặc là cái bình AQ của các bạn đang có vấn đề. Ok, thì cái clip trước ấy thì mình quên mình không nói và chia sẻ với anh em một cái vấn đề như này này. Có nhiều anh em thợ mà có hỏi mình về cái vấn đề như này. Thì ok, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn về cái vấn đề là cái con IC tăng áp lửa sớm bên mình. Thì ở đây là mình có con IC tăng áp lửa sớm bên mình, cái bao bì nó sẽ là như thế này nhá. Đó, thì cái rắc của nó sẽ là rắc Oizim anh em nhá. Thì cái con IC tăng áp lửa sớm mà sử dụng điện bình AQ ở bên mình đây ấy, nó sẽ là dùng cho điện của Honda, tất cả các đời xe của Honda. Nếu như cái rắc nó khác thì anh em có thể cải lại cái chân này để sao cho nó phù hợp với lại cái rắc ở đây. Đó. Và cái này có thể dùng cho những xe mà hơi 50, hơi 100, 110, 125. Đó. Thì các loại xe ga hoặc là xe số đều có thể sử dụng được nhá. Đó, và dòng SRM thì 100% dòng SRM có thể sử dụng được cái thằng này. Từ những cái xe Enzo Hi, Enzo Power để ngày xưa tìm tím đó cho đến những con Enzo 100 hay Citan 100, Citan 110 hay gọi là con Star đấy, thì mình đây mình gọi con Citan. Đó, rồi là những con Attila Victoria mà 125 phân khối mà có sử dụng những cái loại mà gọi là lửa mâm lửa lên ấy, lửa máy lên ấy, thì có thể sử dụng con này rất là ok, ngon lành anh em nhé. Đó, thì như sáng nay ấy, thì mình có làm một con xe cũng là xe Enzo đây, thì cái con này thì là hình như là của Attila hay là của dòng gì thì mình cũng không nắm rõ nữa, mình vì cái này nó cũng rất là cũ rồi. Đó, thì thợ ở đâu chế cho người ta thì mình không biết, nhưng anh em có thể nhìn thấy cái dây nó lằng nhằng như này đó, và con này thì nó đang có vấn đề. Thì ở cái clip này thì mình chia sẻ luôn, nếu như anh em mà có đặt hàng mua ở trên mạng về hoặc là đi mua ở ngoài quán thì người ta bán cho loại này anh em về gắn vào xe gym thì anh em không biết đường gắn luôn nha anh em nhé. Đó, ví dụ là cái loại này anh em về gắn vào xe gym một phát là ăn ngay này. Như cái thằng này thì nó có từng chân rời như này, thì kể cả là thợ, một số thợ cũng không nắm được những cái chân này nếu như anh em mà rút hẳn ra như này. Đó, thì anh em cũng không thể nắm được cái chân nào là vào chân nào đâu. Thế nên là đấy là đang nói là thợ, còn một số anh em mà đặt hàng về hoặc là đi mua về mà gặp những cái chân như này thì hầu như anh em không nắm được nó sẽ là chân nào. Thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn với anh em về cái cách màu dây của cái chân dạng như cái con IC ở đây mình có. Thì đây là họ gắn một cái rắc rời đây. Để là gì? Là để nó cắm vào cái trên xe ấy. Cắm trên xe nó là rắc đầu rắc đuôi nhá. Thì nó sẽ giống cái rắc này đó, anh em thấy không? Ok, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn với anh em ở đây. Nếu như anh em nào có mua phải thì có thể là biết đường mà gắn. Thì anh em sẽ làm cho mình những cái rắc như thế này để cắm rời này. Đó, thì đây là họ thợ cũng họ cũng làm đây rồi. Thì mình chia sẻ luôn. Anh em nhìn cho mình theo cái hướng con IC như này nhá. Cái chân ở đây, cái đầu tôi viết mình chỉ ấy, nó sẽ là điện bình AQ, là dây đen sau khóa. Đó. Còn ở đây thì nó sẽ là dây đen sọc vàng. Cái chân này này, dây đen sọc vàng là dây ra mô bin sườn đó. Còn bên này nó sẽ là cái dây xanh biển sọc vàng anh em nhé, xanh biển sọc vàng. Có những xe nó sẽ có ký hiệu là xanh biển sọc trắng. Nói chung sọc vàng hay sọc trắng đều là dây xanh biển. Đó. Thì nó sẽ là dây từ dây kích từ dưới mâm lửa lên. Và ở đây nó sẽ là hai chân mát ở dưới. Hai chân mát này thì anh em cắm chân nào cũng được. Đó. Có những con IC thì cắm chân nào cũng được, có những con IC là cắm chân này nổ và chân bên này thì không nổ. Anh em cứ cắm chân bên này là được, chỉ cần một dây thôi. Đây ví dụ như cái dây mát ở đây là có dây xanh đây thì anh em chỉ cần cắm đúng vào cái ghim và cái chân này là ok. Đó, nếu như trong trường hợp mà anh em đi mua về hoặc là đi đặt hàng về mà bị những cái con IC như thế này thì anh em có thể là dựa vào đây là biết đâu là cái chân để anh em cắm vào trên xe. Đó, thì những cái loại IC như này thì thứ nhất là hình thức nó to, anh em thấy nó to gấp đôi cái con của mình luôn. Đó, gấp rưỡi cho anh em. Thì cái này gần gấp đôi nữa. Thì cái này nếu như anh em mà lắp vào cái xe gym thì cái cốp nó rất là nhỏ này. Mình không gấp vừa thì anh em có thể tìm mua những cái loại như này. Như sản phẩm này bên mình thì gần như là không có trên thị trường, chỉ có mình có thôi. Còn trên thị trường nó cũng rất nhiều loại IC lửa bình khác nhau, thì cái đấy là tùy anh em đó. Thì bên mình là sản phẩm bên mình là sẽ là như thế này. Ok, thì bây giờ là mình sẽ vứt cái này ở đây và mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách đo bình AQ.
Ok, thì đây là nhân tiện cái clip lần trước thì mình có lắp cái bình ACQ cũ vứt đi của người ta vào, thì mình sẽ làm luôn cái clip này là mình sẽ chia sẻ nghe cái cách đo kiểm bình ACQ như thế nào là bình còn sống, bình còn tốt và cái củ đề của bạn còn tốt hay là củ đề các bạn đang có vấn đề, thì mình sẽ chia sẻ luôn. Ok, ví dụ như bạn là thợ hoặc là bạn là người sử dụng xe thì cái cách nhận biết đơn giản nhất cho cái bình ACQ sẽ là như thế nào, thì ở đây thì các bạn sẽ là thao tác cho mình như này, các bạn bật chìa khóa lên đó, thì cái xe của các bạn nó sẽ không có cái đèn ở đây, cái này là mình độ thêm nhé. Thì anh em sẽ để ý cho mình cái đèn mo, đây là cái đèn chữ N ở đây. Nếu như cái xe của các bạn bình khỏe, các bạn bấm đề thì cái này nó cái đèn mo này nó chỉ hơi díu xuống một cái là nó lại sáng bình thường, là cái máy của bạn nổ rồi. Còn nếu như trong trường hợp cái bình ACQ của bạn yếu mà các bạn bấm đề nó tối om lại thì là khẳng định luôn nó là do bình anh em nhé. Đó, còn cái bệnh mà bấm đề mà bình ACQ nó yếu mà cái đèn ở đây nó cũng yếu này, nó sẽ có hai trường hợp, một là bình yếu, hai nữa là củ đề bị kẹt không quay nổ là nó cũng tối om đó, thì các bạn sẽ phải xử trí như nào. Thì ở đây mình khẳng định luôn là cái bình nó đang yếu, thì nhìn cái vôn đây anh em thấy biết là bình đang yếu. Thì bây giờ là mình sẽ bấm đề, anh em có coi cái này nhá, đó thì tí nữa mình sẽ lắp một cái bình khỏe vào thì anh em có thể coi đó. Anh em thấy cái đèn mò ở đây nó ngắt luôn như thế này, như thế này là bình đang yếu đó. Ok, thì bây giờ là các bạn xác định là cái bình yếu đó, thì bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái đoạn dây như thế này đó. Thì cũng như cái clip trước thì mình đã hướng dẫn anh em là bây giờ anh em sẽ rút cái bình ACQ ra, anh em cứ kiểm tra cái bình ACQ trước nhá. Làm điện xe máy này kể cả thợ nhá là nên làm từ gốc đến ngọn. Từ gốc là gì? Là cái bình ACQ này. Còn các bạn là cái đề của các bạn đang có vấn đề thì các bạn cứ phải kiểm tra cái gốc trước rồi các bạn mới kiểm tra củ đề. Thì ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em kiểm tra. Cái này anh em không nên đo nhé. Anh em đo kiểm bằng đồng hồ, cái bình cũ vứt đi ấy, nó vẫn cứ đạt cái số vôn. Đó. Thì bây giờ là anh em có thể lấy một cái đoạn dây đồng, dây loại to như này anh em nhé. Đó, thì anh em gảy vào đây. Nếu như nó chỉ hơi lìu xìu, tóe lửa nhỏ nhỏ như thế này, đó, thì là bình yếu. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đặt một cái bình khỏe lên đây. Đó, cái bình này clip lần trước thì mình có làm cho anh em đó. Thì các bạn gảy này nó sẽ đánh lửa nổ rất là to. Đấy, nó còn dính luôn vào đây này, bét nhè cái chỗ này ra. Đó, thì mình quay gần cho anh em coi. Anh em thấy cái này nó bét nhè, là cái bình đang khỏe đó. Thì bạn đã xác định được cái bình của bạn yếu rồi thì bạn nên thay cái bình. Ok. Và cái cách nhận biết là khi anh em cái bình nó yếu là khi anh em bấm đề là cái dơ le đề nó sẽ đóng tạch tạch như này nhá. Đó. Cái dơ le đề nó tạch tạch như này. Đó. Mà cái củ đề nó không quay thì có nghĩa là cái bình đang yếu. Đó, thì là cái cách thức này kiểm tra rất là đơn giản. Ok. Thì bây giờ là mình sẽ lắp một cái bình mới vào để cho anh em coi xem là nó sẽ như nào. Cái clip này nó sẽ là hơi dài nên anh em phải theo dõi nó khá lâu, nên mình đã di chuyển cái góc quay ở đây đã. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tháo cái bình ACQ của mình ra. Và ở cái clip này thì mình sẽ chỉ cho anh em nhận biết như thế nào là đường sạc còn đang tốt, tránh tình trạng là thường là cái bình ACQ mà nó chết như này là các bạn phải đo kiểm. Khi các bạn thay bình ACQ các bạn phải đo kiểm xem như thế nào là cái bình còn cái đường nạp của các bạn còn ok. Đó. Để tránh tình trạng là khi các bạn thay con nạp mà thay cái bình ACQ mới vào rồi mà nó lại chết. Đó thì con nạp nó đang có vấn đề. Thì khi anh em thay cái bình mới thì anh em phải vệ sinh ở đây, thì anh em có thể là lấy giấy ráp hoặc là lấy cái dao dọc giấy ở đây hay là cái những cái kéo để anh em vệ sinh. Đó. Thì ở đây là mình chuyên sử dụng cái bình ACQ-RS này. Bình này là bình khô anh em nhé. Đây bình mới tinh. Đó. Vẫn còn ni lông dán con ốc ở đây. Và phiếu bảo hành nó nằm ở trong này này. Ok, thì bây giờ là mình sẽ lấy lại những cái con ốc ở cái bình ACQ cũ thì mình test cho anh em. Cái bình này là mình còn bán cho nên là mình cũng bóc cái ốc ở đây ra. Thì cái cách thức đo kiểm cái này nó cũng rất là dễ thôi. Ở những cái clip lần trước ấy, thì mình có hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách đo kiểm. Cái đo kiểm cái này gần như là ở cái clip lần trước là mình đã hướng dẫn anh em cái đo kiểm cái đường sạc mà nó hay bị cháy bóng đèn của các bạn đó. Thì mình đã hướng dẫn rồi. Thì clip này thì nó cũng tương tự thế thôi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ bắt cái con ốc bình ACQ này vào đây ạ.
Bây giờ cũng là buổi trưa rồi, là mình tranh thủ buổi trưa thì mình làm clip cho anh em. Chiều nay mình lại phải đi ship hàng rồi. Thì sáng nay mình đã đi ship hàng về rồi. Đó, thì bây giờ là mình sẽ gắn cái bình ắc quy vào. Mình sẽ điều chỉnh cái góc máy quay cho nó đẹp. Thì hôm nay thằng cháu mình nó lại đi vắng rồi, cho nên là không ai quay clip cho mình, nên là mình phải tự làm. Đó, cái cách thức thay bình ắc quy nó cũng rất là đơn giản thôi. Anh em có thể mua cái bình ắc quy về mà tự thay. Mình khuyến cáo với anh em là kể cả anh em thợ cũng như là anh em mua về là tự lắp đấy. Nên sử dụng bình ắc quy GS nhé. Và nên sử dụng bình khô, không nên sử dụng cái bình nước ở đây. Cái bình nước nó cũng rất là ok, nhưng mà anh em cứ phải kiểm tra đổ nước. Và một số những cái loại xe mà cái bình ắc quy trong cốp ấy, các bạn để quần áo, đồ dùng cá nhân vào trong đấy thì cái mùi axit này nó bốc lên, nó cũng rất là khó chịu, ảnh hưởng đến đồ dùng của mình. Thì các bạn nên sử dụng những cái bình khô như này thì nó đỡ hơn, nó không có mùi. Đó, ok. Thì bây giờ là mình đã lắp cái bình mới này vào rồi. Thì bây giờ là mình sẽ cài này vào đây đã. Và mình sẽ bấm đề thử nha. Đó, phát lờ lổ luôn. Ok, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn với anh em về cách nhìn cái đèn mò ở đây. Đó, vừa nãy thì mình đã chia sẻ với anh em cách nhìn cái đèn mò ở đây. Thì bây giờ là cái bình của mình đã khỏe rồi, thì cái đèn mò nó sẽ hiển thị như thế này. Bạn bấm đề thì nó chỉ hơi díu là đã nổ nhé. Đó, nó chỉ hơi díu như này. Còn cái bình của bạn yếu thì nó sẽ tắt hẳn đi luôn. Đó. Đấy, như thế này là cái chủ đề của các bạn đang ngon. Ok. Còn trong trường hợp nữa, mình sẽ giả định trong trường hợp cái củ đề của các bạn đang có vấn đề, nó sẽ như thế nào. Khi cái củ đề của các bạn đang có vấn đề thì hiện tại bây giờ là cái xe này của mình củ đề nó đang ngon, thì là mình sẽ hơi bất lợi trong cái việc là hướng dẫn các bạn. Nhưng không sao, thì mình sẽ giải thích luôn. Trong trường hợp là các bạn đo kiểm cái bình và các bạn đã gảy cái dây đồng vào những cái cực này mà cái bình các bạn khỏe, nổ bôm bốp, mà cái củ đề của các bạn bấm đề dơ le ở đây vẫn đóng kêu tành tạch, mà củ đề không có động tĩnh gì. Đó, mà củ đề không có động tĩnh gì mà các bạn bấm đề cái đèn ở đây nó sẽ sáng suốt, nó sẽ không có động tĩnh gì. Đây, bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn nhá. Đó, khi các bạn bấm đề là cái bình khỏe nó lại díu như này. Đó, nó chỉ díu thôi nhưng nó không tắt hẳn. Và cái củ đề các bạn nó bấm đề là nó đang nhận đề là nó sẽ hơi díu như này. Nếu như bạn bấm đề mà cái đèn này nó cứ sáng chờ ra như thế, nó không có hiện tượng gì, thì có nghĩa là cái củ đề của các bạn đang có vấn đề. Có thể là hết chổi than, thường là hết chổi than, hoặc là hết hoặc là chết rô đó, vân vân. Hoặc là củ đề vẫn ngon lành không vấn đề gì, nhưng những cái đường dây ở đây này nó đang có vấn đề đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn tiếp anh em cái cách đo kiểm cái bình ắc quy. Đó, thì để đo kiểm cái bình ắc quy ấy, thứ nhất là ở đây mình làm clip thì mình sẽ rút luôn cái dây còi, một cái dây mát còi này, mình sẽ gắn vào cái dây đen. Ok, thì mình sẽ sử dụng một con đồng hồ đo điện Victor ở đây. Ok, để mình cho gần vào đã. Đó, thì để rảnh tay thì mình mới làm được clip. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà đo kiểm cái này. Ok, thì bây giờ là mình phải để nó xa ra một tí thì anh em mới theo dõi được các cái góc của nó. Đó, bây giờ là mình sẽ để lổ lên và mình sẽ chỉnh gang ti lên nhá. Anh em nên chỉnh gang ti, hoặc là anh em có thể là vặn ga lên cũng được. Anh em nên chỉnh gang ti thì chuẩn hơn. Đó, chỉnh to lên một xíu. Và bây giờ anh em sẽ để cái thang cho mình là cái thang 20 ở đây, đo điện DC. Và anh em sẽ dí cho mình một cái đầu đỏ cái đồng hồ ấy vào cái cực dương. Đó, thì bây giờ anh em sẽ vặn ốc gang ti to lên, hoặc anh em có thể ga lên cũng được. Nó sẽ lên đến một tỷ số điện nhất định là nó sẽ dừng. Anh em có thể nhìn rõ cái số ở đây không ạ? Clip này nó sẽ hơi ồn nên là mình sẽ cố gắng nói to lên cho anh em nghe. Đây là cái bình mới.
thì nó sẽ hiển thị được cái dòng điện là như thế này, 13V48. Ok, thì bây giờ là mình sẽ dừng lại nhá. Ok, hiện giờ là cái con sạc này của mình tốt, nó sẽ cho cái dòng điện là dưới 15V. Đó, thì là cái con sạc tốt. Còn nếu như trong cái trường hợp là bây giờ là mình sẽ giả định là cái con sạc của mình chết, ở đây là con sạc của mình chết, thì mình sẽ giả định là ví dụ đây là mình sẽ có một con sạc chết, mình sẽ giả định là cái con sạc trên xe của mình nó đang bị chết thì nó sẽ báo như nào. Nếu như trong trường hợp mà con sạc trên xe của các bạn chết ấy, thì nó sẽ cho những cái dòng điện vào là sẽ là trên 15V, nó sẽ lên đến 16 thậm chí là 17V. Đó, đó, nó cũng rất là chặt. Và ở đây là mình sử dụng sạc SD nhé. Ở đây thì mình có rất nhiều những cái con sạc xịn của thằng Honda nhưng mà mình không thích sử dụng lắm, bởi vì là cái đường điện nó cấp vào bình ắc quy nó khỏe quá. Thì khi các bạn đi mà nó khỏe quá như thế thì các bạn bấm còi, cái còi nó hay bị lạc tiếng, thì mình không thích cái điều đó. Thì mình sử dụng đây một con sạc này. Thì con sạc này thì nó sẽ cho dòng điện vào cái bình ắc quy này vừa tầm. Và cái đèn của các bạn, nếu như các bạn đi điện zin cho xe là điện lửa cấp lên bóng đèn ấy, thì nó sẽ sáng hơn cái cục sạc của thằng Honda ở đây nhé. Đó, thì đây là sạc SD. Nếu như anh em thợ nào hoặc là anh em nào là đang có cục sạc đang vốn chết thì anh em có thể sử dụng cái thương hiệu là SD đây, hay còn gọi là chỗ này có chữ Sinda đó. Đó, thì đây là mình đang quay ngược ánh sáng ấy, nó sẽ hơi khó nhìn một tí. Ok, thì bây giờ là mình sẽ giả định là con xe của mình đang bị sạc chết. Đó, thì bây giờ là mình sẽ lại để nổ máy lên. Và bây giờ là mình sẽ đo kiểm nhé. Anh em phải lẩy nó nổ một tí nó mới lên được điện. Để mình bù ga lên cho nó nhanh anh em ạ. Ok, bây giờ là nó đã lên đến 16V. Nó đang vẫn đang lên anh em ơi. Nó trên 15V rồi, 16V. Nó hơi khó nhìn thì anh em thông cảm nhá. Đó, nó như thế này là con sạc của mình đang bị chết. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tắt máy đi, mình sẽ check lên. Đó, ok. Thì nếu như các bạn đo kiểm trên cái đồng hồ mà nó báo trên 15V, nó lên 16-17V như thế này, thì các bạn phải nên thay con cục lạp này đi luôn nhá. Đó, còn nếu như anh em mà cứ giữ ở đây ấy mà không đo kiểm kỹ ấy, thì cái bình ắc quy của các bạn sẽ lại chết thôi. Nó sẽ nhanh chết. Rồi, thì được vài tháng, không thì có thể là nếu mà các bạn mà đi đường dài có thể là chỉ đi được 1-2 ngày hoặc là vài ngày là nó lại chết ngay cái bình này. Bởi vì cái bình này nó sẽ không chịu được cái dòng nạp liên tục cao như thế. Đó, cái bình này nó chỉ chịu được một cái dòng nạp là dưới 15V. Thường là nó sẽ là 14,5 đến 14,8V là chuẩn anh em nhé. Đó. Cái dòng nạp mà ví dụ là khi các bạn ga to lên rồi, ga 3/4 ga lên rồi mà nó chỉ được khoảng 12V hoặc là 13V thì nó hơi yếu nhá. Đó, thì thường là cái nạp zin ấy, tại sao cái nạp này nó lên chậm như thế, vì cái đường nạp này này là nó sẽ cấp vào cái bình ắc quy chậm hơn sạc của thằng Honda. Thế nên là khi các bạn đi như thế ấy, nếu như các bạn đi gần mà hay để nhiều ấy, thì nó sẽ không đủ điện. Đó, thì nó vẫn cứ đủ điện nhưng mà nó sẽ không đủ điện khỏe bằng cái thằng sạc của zin của thằng Honda này anh em nhá. Đó, nhưng mà cái thằng sạc của thằng Honda này nó cũng hơi gọi là cao đấy. Thì nếu như anh em mà đi đường dài và nhất là những cái bình nước như này này, nó rất nhanh cạn bình ắc quy. Đó, thì đây là mình chỉ thích sử dụng cái loại này thôi, cái còn cái anh em lắp loại nào thì tùy anh em. Đó, ok, thì mình đã giải thích và chia sẻ với anh em về cái cách thức mà đo kiểm bình ắc quy cũng như là bắt bệnh cái bình ắc quy. Các bạn là có thể là xe của bạn không đề, có thể là do củ đề hay là do bình ắc quy, thì cái clip này mình đã giải thích cho anh em rồi. Còn clip này thì mình đã giả định cái xe của mình là con sạc này nó đang có vấn đề thì mình nên thay. Đó, thì khi thay mới thì anh em lại cắm vào và anh em lại làm lại cho mình từ đầu là đo kiểm xem là cái đường nạp của cái con mới này nó có vấn đề gì không, nó có ngắt đúng với lại cái chỉ số mà nhà sản xuất đưa ra là dưới 15V hay không. Đó, các bạn đừng tin vào con sạc mới nhá. Con sạc mới đầy con nó vẫn bị chết đó. Kể cả là xịn của Honda luôn. Đừng tin sạc mới. Anh em cắm vào anh em vẫn phải đo kiểm bình thường. Và mình khuyến cáo luôn với anh em là nên sử dụng đồng hồ ở đây là đồng hồ điện tử. Đó, không nên sử dụng đồng hồ cơ.
Tại vì sao cái đồng hồ cơ mà dùng kim này giữa hai cái chỉ số nó rất là khít nhau này, nó chỉ lên một tí xuống một tí, anh em không thể nhận diện được cái mức độ điện của nó. Anh em sử dụng cái thằng này nó sẽ báo cho anh em từng phần trăm vôn một đó. Cho nên là mình khuyến cáo anh em là nên sử dụng cái loại này. Kể cả là cái đồng hồ điện tử mà 100, 200 nghìn hay là đắt 1 triệu, 2 triệu thì cũng nên sử dụng những cái đồng hồ điện tử như thế này. Đó, thì cái clip này mình đã chia sẻ và hướng dẫn anh em cái cách thức bắt bệnh bình ắc quy rồi và đo kiểm rồi. Về cái cách thức mà gảy cái bình ắc quy để xem là cái bình của mình còn khỏe hay là cái bình của mình đã chết rồi hay như thế nào đó. Thì cái clip này mình đã nói hết rồi. Đó, thì mình chia sẻ nhiệt tình với anh em luôn. Anh em thợ cũng như là anh em có thể là tự mua thay về nhà đó. Thì cái này là kiến thức của mình, trong quá trình mình sửa xe thì mình biết đến đâu thì mình sẽ chia sẻ thực lòng với anh em đến đó. Ok, nếu như anh em thấy hay thì hãy like, share, subscribe kênh của mình để nhận được nhiều những cái clip tương tự như này, thì mình sẽ hướng dẫn anh em, có thể là anh em đi xe ở nhà chứ không phải là thợ, cũng có thể nhận biết và có thể tự sửa chữa những cái bệnh đơn giản ở trên cái xe này của mình đó. Ok anh em, mình là Kiên Mô Tôn, hẹn anh em ở clip tiếp theo. Ok, xin chào.